Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của khối không khí lạnh tăng cường lệch đông cộng thêm gió đông ẩm, lúc này miền Bắc trời nhiều mây, cùng với đó là một lớp sương mù nhẹ che phủ nhiều nơi. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục yếu thêm, gió đông ẩm cũng yếu theo. Vì thế, đến khoảng sau 8 giờ thì cơ bản miền Bắc sẽ hết sương mù, trời bắt đầu có nắng nhẹ trở lại. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ chưa tăng quá cao. Với khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 28 đến 30 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nắng sớm và cường độ nắng mạnh hơn, vì thế nhiệt độ cũng nhỉnh hơn, dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Gió đông yếu đi, mưa ở miền Trung cũng có xu hướng giảm dần. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây nhưng mưa thì chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Đến chiều, trời hửng nắng nhẹ nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở đây tăng nhẹ lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mưa rào xuất hiện vào ban sáng và đến chiều tối mưa sẽ lặp lại nhưng cường độ mưa không còn lớn. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 31 độ. Nam Bộ hôm nay cũng sẽ có mưa nhiều nơi, trong đó chiều và tối là lúc có mưa dông mạnh hơn cả do ảnh hưởng từ rãnh thấp trục 9 đến 11 độ vĩ Bắc. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Đáng lưu ý là thời điểm có mưa nhiều, trùng với thời điểm mà khu vực Nam Bộ cũng như thành phố Hồ Chí Minh xảy ra chiều cường cao. Do vậy, ở khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng tại vùng thấp trũng, vùng ven sông và vùng ngoài đê bao. Người dân cần chủ động các phương án ứng phó. Còn với khu vực Tây Nguyên, trong ngày chỉ có mưa ở một vài nơi, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 28 đến 31 độ. Trên biển, vùng gió mạnh đang có xu hướng mở rộng hơn xuống phía Nam. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 5 mét, biển động. Khu vực biển từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trong chiều và tối nay, gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, ở phía Bắc có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, còn ở phía Nam có gió Tây đến Tây Nam mạnh ở mức cấp 3, cấp 4, mưa dông nhiều về chiều và tối. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.